ATP CP là cái mà nó đốt nhanh nhất, cái mà đốt nhanh nhất này. Thấy màn hình xe chưa mấy bạn? Bên bao vôi nè. Ok. Còn nhớ gì về anabolic không? Anabolic là cái gì? Anabolic. Rồi, nhắc lại anabolic. Anabolic và anaerobic. Anabolic là anaerobic. Tiêm khí. Tiêm khí. Anaerobic. Một cái là yếm khí, một cái là kỵ khí. Anaerobic là không có mặt sự có mặt không có mặt của oxy trong quá trong các phản ứng lúc mà mình tập luyện. Còn aerobic là có mặt của oxy. Ok. Rồi, dưới này anabolic anabolic là quá trình đồng hóa khi chuyển các axit amin sang thành muscle. Và ngược lại thì có quá trình dị hóa, tên tiếng Anh là catabolic, là chuyển từ muscle ngược về thành các dạng gluco. Muscle ở đây là glycogen, chuyển từ glycogen sang thành gluco, xong từ cái gluco đó chuyển ngược lại thành năng lượng ATP. Thì trong ba cái này mình đi ba con đường chính, thì con đường đầu tiên là nhanh, lưu ý là nó nhanh và mau hết, dùng cho những cái môn bộc phát sức mạnh. Thì nó sẽ dùng nguồn năng lượng chính là ATP, CP hoặc có thể gọi là năng lượng đường á. Thì từ ATP này khi mình hoạt động nó sẽ lấy đi một phosphat thì còn lại là ADP thôi. Thì là adenosine diphosphat cộng với một pi và cộng một năng lượng nè, nó sản sinh ra một năng lượng để mình sử dụng là calorie đó. Rồi, thì từ cái ADP đó nó cộng với creatine phosphat nó chuyển ngược lại thành ATP, tạo thành một năng lượng mới để tiếp tục cái vòng tuần hoàn nó tiếp tục. Thì cái nguồn creatine phosphate đó được lấy ở đâu? Có thể được sản xuất, tự cơ thể sản xuất và dự trữ tại gan. Đó, thì cái nguồn nó sẽ giới hạn đối với cái điều kiện bình thường thì nó sẽ đủ. Nhưng đối với những người tập luyện chuyên nghiệp hoặc tập luyện thường xuyên thì nó thể là bị thiếu. Nên mình sẽ bổ sung qua những thực phẩm bổ sung như creatine đây. Creatine monohydrate. Nhưng đặc tính của creatine là nó khó hấp thu. Nên mình sẽ dùng cái loại micronine nè, là nó xây nhuyễn, thiệt nhuyễn giống như dạng nano á, để nó hấp thu vô tế bào cho nó nhanh. Rồi nên dùng sau khi tập, loại này ưu tiên dùng sau khi tập. Và nên dùng với dung dịch nước làm tăng insulin, là nước có gluco. Thì mình có thể dùng Orizon hoặc là những cái nước thể thao gì đó kết hợp với creatine cũng được. Rồi, đặc điểm nó là ATP nhanh, mạnh nhưng ít, mau hết. Thời gian sử dụng cái nguồn năng lượng này từ 5 đến 15 giây. Thì giống như hồi trước mình tập thể dục á, mình có những cái bộ môn như là chạy 100m, chạy cái nhanh thiệt nhanh trong vòng 10 giây, 15 giây xong hết, hết chạy nổi. Hoặc không phải hết nổi mà là mình không thể duy trì tiếp cái tốc độ như vậy nữa, mà mình phải giảm xuống. Ok, rồi. Phục hồi để thực hiện được tiếp một cái bùng nổ như vậy á, thì nó mất từ 3 đến 5 phút thì mới phục hồi được cái năng lượng ATP này. Rồi nó phù hợp với những môn sức mạnh, strength và explosive. Rồi hoặc là chạy 100m, chạy được khoảng ngắn nè. Rồi, bên cạnh cái việc phục hồi ATP á, còn một cái nữa mình phải cần phục hồi đó là CNS. Đó với những người tập strength hoặc explosive nè, thì nó hoạt động CNS rất là nhiều. CNS là hệ thần kinh trung ương á, để hệ thần kinh mỗi lần nó hoặc thực hiện một cái động tác lift nặng hoặc là một cái tập trung cao độ gì đó, nó sẽ bị tổn thương hệ thần kinh luôn và nó cần thời gian để phục hồi, để cho tập trung, lấy lại cái sự tập trung, tăng lại adrenaline các thứ rồi mới tiếp tục bùng nổ tiếp được, kiểu như vậy. Rồi con đường thứ hai là lipolysis. Lipolysis là con đường đường phân hoặc có thể hiểu là thủy phân đường. Lipolysis thì lấy từ glycogen, chính của nó cũng là gluco, phân giải glycogen thành gluco, xong từ gluco này chuyển thành ATP. ATP này cộng nước và cộng với axit lactic,
Kiểu này là kiểu của những người hay tập thể hình. Tại vì số rep của họ sẽ dao động khoảng từ 8 đến 12 hoặc 15 rep. Và khi tập số lượng lặp lại nhiều như vậy á, thì mình sẽ cảm giác mỏi cơ và không có điều khiển được cơ nữa. Đây, ATP này 20 đến 120 giây, tức là thời gian mình sử dụng trong cái số rep đó, đó nó dao động khoảng nhiêu đây giây nè. Rồi nó cần thời gian phục hồi là từ 60 đến 90 giây. Thì để cái thông tin này để làm gì, để mình biết sau này mình học đến cái phần mà lên chương trình tập á, mình mới hiểu tại sao à chỗ này là 60 90 giây nghỉ mà không phải ít hơn hay không phải là nhiều hơn, làm sao để mình tối ưu được. Có những người tại sao có lúc phải phải cho nghỉ 3 phút, có lúc thì chỉ nghỉ 60 giây, có lúc nghỉ 45 giây thôi. Đó là nó do khác nhau về cái cường độ tập luyện. Rồi, để làm cái gì để nó giải phóng hết cái lượng axit lactic nè, cái lượng axit lactic đã làm cho cơ bị mỏi nè. Thì mình cần cái thời gian nghỉ đó để giải phóng cái axit đó, làm cho cơ giảm đi cái sự mỏi thì mình mới điều khiển lại được. Rồi, cái ngưỡng chịu đựng, cái ngưỡng lactate threshold này thì ngưỡng chịu đựng được thì trong khoảng 10 đến 12 rep ha. Hai con đường này đều là hai con đường không có oxy, là anaerobic. Anaerobic không có mặt oxy. Không có mặt của oxy trong các phản ứng hóa học như đây, các phản ứng này không hề có oxy trên này. Rồi con đường thứ ba là con đường oxy hóa, con đường oxidation hoặc là con đường TCA cycle hoặc Krebs cycle, bởi vì nó khi mà dùng oxy á, để chuyển thành năng lượng thì nó sẽ hoạt động trong tế bào mình, nó sản sinh ra năng lượng ở trong ti thể của tế bào, trong ti thể ha. Thì cái quá trình nó rất là dài, nó diễn qua nhiều giai đoạn nên nó cần thời gian dài hơn, nó cần thời gian nhiều để nó có thể tạo năng lượng. Thì giống như trong những giây đầu tiên đến khoảng 30 giây gì đó, mình phải dùng hai con đường đầu tiên trước để mình tập luyện. Rồi sau đó khi mà kích hoạt được con đường oxy hóa thì con đường này nó mới chạy liên tục, lúc đó mình mới cảm thấy nó đỡ mệt hơn, nó sẽ ok hơn. Giống như là mình chạy bộ, mình chạy 20 phút nhưng mà 5 phút đầu mình thấy nó mỏi, nó mệt. Còn bắt đầu qua khoảng 5 phút sau bắt đầu nó bắt đầu thấy quen dần bắt đầu bớt mệt đi. Đó, đó là cái ví dụ. Đây, đây là con đường oxy hóa nè. Nó đi rất là nhiều bước, ví dụ nó có thể lấy năng lượng từ carbohydrate nè. Triglycerides này cũng là mỡ luôn, chất béo ha. Và protein nó lấy từ ba thứ để nó chuyển thành cái gì? Chuyển thành gluco. Từ gluco này rồi đi vào ti thể, đây là cả một quá trình rất là dài. Rồi nó mới sản sinh ra được ATP. ATP đây có 3 ATP ha. Krebs cycle. Ok. Thì cái đó con đường đó nó vì nó tốn thời gian nhiều để kích hoạt nên nó cũng lâu hết. Đây là con đường mình phải duy trì lâu nhất. Điển hình là mấy người chuyên con đường này là marathon hoặc là bơi hoặc là đạp xe. Thì họ tập luyện ở một mức cường độ trung bình và kéo dài liên tục hoài được luôn. Kiểu như vậy. Rồi. Nên nó cần kích hoạt, cái thời gian nó kích hoạt là khoảng 120 giây nè. Thì các bạn hãy thấy từ con đường 1 nó kích hoạt 15 giây. Rồi trong khoảng 15 giây đó thì bắt đầu nó chuyển dần qua con đường số 2, từ 20 đến 120 giây. Đó là cơ thể nè, giai đoạn 1, giai đoạn 2. Sau 120 giây nó đã bắt đầu lấn sang con đường oxy hóa. Thì sau 120 giây thì cơ thể mình nó liên tục vậy đó. Và trong lúc đó ba con đường này nó chạy cùng lúc với nhau chứ không phải là nó chỉ chọn một trong ba. Từ những giây đầu tiên là nó đã có xuất hiện của cả ba con đường. Mà con đường màu xanh dương thì là con đường phosphate ATPCP đó. Nó tăng ùn lên cái xong nó xuống liền, nó cạn liền. Tùy theo cái mức độ, tùy theo mức độ mà mình cố gắng. Đó. Rồi, nhưng mà nó xuống nó không chạm đáy ha, nó xuống nó vẫn tiệm cận sát cái mặt dưới nè. Rồi tiếp theo thì con đường glycolytic lên xong không có cao bằng con đường kia. Sức phát ra cũng không quá nhiều bằng con đường kia, nhưng mà kéo dài được hơn một khoảng khoảng chừng 60 giây đây, bắt đầu giảm dần đến 120 giây là đến cái mức thấp nhất của nó. Rồi, còn riêng con đường cuối cùng thì đi lên rồi duy trì tiếp 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 luôn. Rồi, có thắc mắc gì về ba con đường sử dụng năng lượng này không? Alo. Có bạn nào thắc mắc hay gì không? Không phải đâu. Ok. Không. Rồi mình đi qua phần tiếp theo.
Phần tiếp theo thì cách ứng dụng những cái con đường năng lượng này vào tập luyện. Hôm trước mình cũng có nói với cái ngưỡng mà steady state. Ở đây người ta có nói nè, số lượng năng lượng dùng trong con đường ATP, CP á, thì nó nhỏ. Nó nhỏ và số lượng mà mình tích lũy cái carbohydrate á, nó có giới hạn. Tức là hai con đường mà không có oxy á, ATP, CP nè, và con đường carbohydrate này, tức là con đường gluco, con đường thứ hai luôn á, thì nó là chứa ít, nó vẫn có giới hạn. Mặc dù con đường thứ hai nó nhiều hơn đường thứ nhất, nhưng mà nó vẫn bị giới hạn lại. Còn con đường thứ ba đây, nó nhấn mạnh số lượng năng lượng dự trữ á, mà dùng trong đường từ chất béo nè, fat nè, là unlimited, là hầu như không có giới hạn. Bởi vì cơ thể nó luôn ưu tiên cái trạng thái tích mỡ trước để nó sử dụng, chứ nó sẽ không có tích cơ hoặc là tích đường. Tích đường cuối cùng cũng sẽ chuyển thành mỡ thôi. Thì do nó có những con đường nó sử dụng năng lượng như vậy, nên đó là lý do tại sao nó phải luôn tích mỡ trước. Rồi, khi cái mà intensity bắt đầu giảm dần. Rồi, ok. Ở đây cái câu này nói là giống như lúc bắt đầu nãy mình mới giải thích là lúc bắt đầu mới vận động thì nó sẽ sử dụng con đường đầu tiên ha, rồi nó chuyển dần sang con đường glycogen. Glycogen đến khi mà glycogen nó cạn dần và cái tần suất mình tập nó cũng giảm dần á, cái cường độ của mình giảm dần á, mình chậm lại, thì lúc này nó chuyển dần sang con đường chất béo. Và hầu như sau 90 phút tập luyện nè, nên người ta mới hay nói là nên tập tạ trước rồi mới tập cardio á. Thì thường người ta tập tạ xong khoảng 60 phút, 90 phút gì đó, thì hầu như cái lượng glycogen nè, dự trữ nó đã cạn kiệt rồi. Thì lúc này nó sẽ dùng cái lượng mỡ ra để nó đốt là chính. Nên người ta nói những người tập giảm béo này kia nọ nên tập cardio nhẹ sau khi tập tạ. Đó là lý do. Còn cái nữa là giống như khi mình mới bước vô tập thì đầu óc mình còn tỉnh táo, mình còn năng lượng nhiều, năng lượng đường này kia còn nhiều, thì mình nên dành để tập những cái bài mà khối lượng nặng, khối lượng lớn, để mình tập trung cao độ cho nó, nên bộc phát sức, hết sức của mình. Rồi sau đó mình sẽ cardio để nó đốt thêm calo nếu mình muốn, có nhu cầu. Đó, ok. Rồi, glycogen. À, về cái lượng glycogen này, nó có thể được phục hồi trong lúc tập luyện bằng cách sử dụng những cái sản phẩm có carbohydrate nè, carbohydrate loading. Tức là mấy người chạy marathon, họ chạy chừng 5 cây, 10 cây, thì họ sẽ có một cái trạm để họ dừng, họ uống nước đường hoặc uống những cái thực phẩm mà bổ sung để họ phục hồi cái lượng glycogen này lại. Nhưng mà cái lượng glycogen này phục hồi lại nó không giúp, lượng extra glycogen nè, không giúp cho người chạy nhanh hơn trong suốt cái quãng đường đua, không giúp chạy nhanh hơn ha, tại vì nó đã vô cái ngưỡng thứ ba rồi. Hai cái ngưỡng kia kiểu nó phục hồi để nó hỗ trợ thôi. Mà nó làm cái gì? Nó giúp để họ duy trì được cái pace của họ, không chạy nhanh hơn mà giúp họ chạy xa hơn, giúp họ chạy xa hơn và lâu mệt hơn, chứ không có giúp nhanh hơn. Có các bạn có biết cái pace là cái gì không? Có ai biết pace, chỉ pace này là cái gì không? Nhịp chạy á. Nhịp chạy. Ừ, nếu mà dịch ra nhịp chạy thì nó là vậy. Đây mình có Google sẵn rồi nè. Pace là gì? Pace định nghĩa là thuật ngữ phổ biến trong chạy bộ hoặc những cái môn mà đường dài á, được tính dựa trên số phút hoàn thành một cây số hoặc một dặm. Ví dụ như pace 6 trên một cây số, tức là chạy với tốc độ 6 phút thì đạt được một cây. Thì có nghĩa những người mà chạy được 5 trên một cây số là họ chạy nhanh hơn. Thì mình có thể hiểu là cái pace của họ nhanh hơn. Ví dụ Phát chạy pace một cây số chắc chạy khoảng chắc 10 phút tại ít chạy bộ. Ví dụ pace 10, người pace 10 rất đọc vô mình sẽ hiểu là họ yếu hơn so với người chạy với lại pace 6 hoặc là pace 5. Thì cái mục đích tập luyện cuối cùng của một người, ví dụ Phát bây giờ đang chạy pace 10, nhưng một tháng sau mục tiêu mình là pace xuống 9 hoặc là pace 8, để đó là một cái thước đo để mình coi coi
thể lực của mình tăng như thế nào. Đó, đây là cái pace của họ. Ok, đó là thuật ngữ chuyên ngành của mấy người chạy bộ gì đó. Rồi, tiếp theo là đến cái metabolism during steady state. Steady state bữa có nói qua là giống như ở đây, ở trên này. Khi đến một cái ngưỡng, rồi, cái hình đây, khi đến từ dưới thấp nè, theo cái đường xanh lá ha, lên cái điểm cao trên cùng và đầu nó tới đây nó kéo dài, thì đây chính là cái điểm steady state của nó, cái điểm mà nó duy trì liên tục được mà họ không còn cảm thấy mệt nữa. Có ai bao giờ cảm thấy 5 phút đầu chạy nó mệt, bắt đầu mỏi cơ các thứ, xong rồi nhưng mà vượt qua được 5 phút đó xong bắt đầu thấy nó bình thường, thấy nó nhẹ nhàng, mọi thứ cái guồng máy nó bình thường lại, chạy đều vậy đó, có kiểm soát được cái nhịp chạy mình này kia nọ dễ hơn. Có thấy đó không? Ai hay chạy, có hay chạy hay tập cái gì cường độ như vậy không? Cường độ trung bình. Có nha, Huyền có. Đó giống như mới tập cái thấy mệt ơi mệt, như bữa làm biếng không tập nổi, vô tập mấy cái đầu thấy nặng ơi nặng. Nhưng mà một xíu sau cái thấy nó khỏe hơn. Cái giống như bộ máy mình nó trơn tru hơn là vậy đó. Đó là do cái mình đã bước vào cái ngưỡng steady state. Đây, đây gọi steady state ha. Thì steady state này nó điều hòa những cái gì? Điều hòa cái nhịp tim lại nè, rồi điều hòa huyết áp lại, rồi cái mức độ vận động luôn. Thì tính nói gì đây? Quên mất tiêu. Rồi steady state. Rồi để chút hồi nhớ nói lại. Tiện định nói gì quên mất. Nó phù hợp. Bữa có nói qua khúc này luôn rồi, là đi bộ, bơi lội hoặc là các môn aerobic nè. Khi bước vào ngưỡng steady state xong, mình sẽ thấy nó thoải mái hơn. À, để nói cái là đó là lý do tại sao mình phải warm up. Mình warm up để cho mình báo hiệu cho cơ thể biết là chuẩn bị hoạt động, và bắt đầu nó làm ấm cơ thể lên, rồi đồng tử giãn nở ra, các cơ quan bắt đầu giống như nhu động ruột giảm lại, bắt đầu tiêu hóa thức ăn đồ chậm lại, tập trung vào vận động nhiều hơn. Đó là lý do mình phải warm up, chứ không phải vừa bước vô phòng gym nhảy vô đẩy tạ ầm 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 60-70% thì nó cơ thể chưa chuẩn bị, thậm chí lúc đó đẩy cũng không tối ưu được cái sức mạnh của mình. Mà nên dành khoảng 15 phút ra để khởi động warm up, từ những động tác chậm cho đến nhanh dần để tăng nhịp tim dần dần lên, để đưa cái cơ thể vô trạng thái chuẩn bị đó. Mọi người tập có warm up không? Nhớ hồi xưa mình tập mình hay lười warm up lắm nè. Mấy bạn có warm up không? Có. Có. Ok, tốt. Cố gắng duy trì warm up cho kỹ để cho mấy cái khớp, cái cơ đồ nó chuẩn bị. Rồi. Tiếp theo. Deliver. Baseline. Rồi, cái hình này. Oxy deficit. Khi mình tập luyện trong cái mà đây là cái bảng steady state nè, chuyển hóa năng lượng. Khi bắt đầu mình tập luyện thì đang từ mức số 0 bắt đầu tập luyện lên khoảng phút đây hơi số 2, số 4, rồi bắt đầu nó sẽ duy trì đây, duy trì đến điểm cao nhất. Nhưng mà các bạn có thể thấy khi mà mình ngưng quá trình tập luyện, đây là lượng oxy cần thiết để nó thực hiện các chuyển hóa trong cơ thể, đáp ứng với lại cái lượng tập luyện. Giống như lúc đầu mình cảm thấy mình hơi khó thở hơn so với lúc về sau, tại vì phổi này kia chưa hoạt động theo kịp á. Đây mình gọi là oxy bị nợ nè, deficit nè, oxy bị nợ cho cái chuyện hoạt động đó, cho đến khi nó đạt được cái ngưỡng oxy bắt đầu tăng dần. Đến đây là ngưỡng oxy nó đã quen nè, trong cái ô vuông này thì là cơ thể đã thích nghi được với cái mức vận động đó. Rồi khi mà mình vừa kết thúc cái việc vận động này thì bắt đầu ngưỡng oxy cũng sẽ bắt đầu giảm dần xuống ngưỡng oxy tiêu thụ á, để nó thực hiện các chuyển hóa trong cơ thể, bắt đầu giảm dần xuống và hầu như sẽ dừng khoảng sau khoảng 15 phút hoặc 30 phút nữa là nó ngưng hoàn toàn, trở về trạng thái. Cái mục đích cuối cùng đó là gì? Để đưa về trạng thái baseline, trạng thái cân bằng của cơ thể. Tại vì khi mình tập thì bắt đầu mình tạo những thứ nó mất cân bằng, mình đang tạo cái đầu ra nhiều hơn, nó cơ thể phải thích ứng theo. Đây, ở đây có nói nè, khi mà hoàn thành một cái bài tập ở trên máy treadmill là máy đi bộ chẳng hạn, thì lượng
oxy đang cao sẽ bắt đầu giảm xuống và chậm dần đều đến khi nó chạm ngưỡng baseline, chạm đến cái đường thấp nhất ha. Rồi, và bên cạnh đó cái ngưỡng oxy này cần càng nhiều thì cái lượng calorie này cũng nhiều theo đó. Thì mới nói là mình tập cường độ cao nhiều thì nó đốt năng lượng nhiều. Bữa trước có coi qua cái mà epoch, thì epoch là dành cho mấy người tập mấy cái bài Tabata hoặc là HIIT rồi đó. Epoch đây, cái hình này, đây là cái hình trong sách bên này. Còn khi mà mình đang tận dụng epoch cho nó cao lên bằng những cái bài cường độ cao, bài heavy exercise nè, bên này là tập luyện nhẹ, bên này tập luyện nặng, thì mình có thể thấy là cái việc nợ oxy của cái bên tập luyện nặng nó nhiều hơn và nó sẽ kéo dài hơn. Nên mới nói là ưu tiên mình nên tập luyện với cường độ nặng. Cường độ nặng ở đây không phải là cứ phải khiêng tạ nặng, mà mình explosive á, kiểu thậm chí mình chạy 100m cũng là tập nặng. Mình bơi nhanh thiệt nhanh, hoặc là mình làm một cái gì đó cường độ cao, cảm thấy độ khó nó cao, thì đều gọi là cường độ nặng hết, chứ không phải là cứ khiêng tạ nặng mới là nặng ha. Rồi. À, cho Dung hỏi một tí là cường độ nặng tức là mình tính cái có ba cái zone đúng không? Zone 1, zone 2, zone 3 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cũng là một dạng cái đó là tức là mình tính cái phần. Đúng rồi, mình tính cái phần trăm bài tập trong đúng không? Đúng rồi, phần trăm của cái zone đó mình sẽ đi qua trong cái bài cardio. Khi mà mình tính nhịp tim á, giống như là nhịp tim bao nhiêu thì ở zone 1, nhịp tim bao nhiêu ở zone 2 và ở zone 3. Thì zone 3 là thuộc vào những bài tập nặng chẳng hạn. Đó, mặc dù người ta vẫn là chạy bộ, nhưng mà chạy làm sao để trong cái zone 3, chạy làm sao ở trong zone 2 hoặc zone 1. Đó, cái đó mình kiểm soát được. Thậm chí là mình khiêng tạ nặng cũng vậy, khiêng tạ nặng cũng là tập tạ, nhưng mà tập tạ mà nhịp tim tăng ở mức độ trung bình, hoặc là cầm cục tạ 5kg, nó sẽ khác với cầm cục tạ 50kg. Nó cũng làm thay đổi nhịp tim, thì từ đó nó dẫn đến cái bài tập đó là heavy hay là light, nặng hay nhẹ. Thì từ cái việc nặng hoặc nhẹ của nó đó, nó sẽ dẫn đến cái chuyện epoch này kéo dài được nhiều hay ít. Epoch này kéo được dài á, thì cái lượng oxy này bị nợ nó tăng cao, thì nó giúp cho cái gì? Nó giúp bạn nào tắt loa giùm mình cái tắt cái mic. Ok, cảm ơn. Cái việc epoch này áp dụng được á, nó việc nợ oxy á, nó sẽ làm cho mình tiếp tục đốt năng lượng kể cả sau khi mình kết thúc tập luyện. Bên này vẫn đốt nha, chứ không phải là không, tập luyện nhẹ vẫn đốt nhưng mà ít hơn nhiều, thấy không? Còn bên này đốt, tập luyện với cường độ nặng thì nó sẽ đốt kéo dài hơn, nhiều hơn so với bên kia. Đó, cái đó là cách để mình ứng dụng vô tập luyện. Rồi. Aerobic. Bởi vì con đường aerobic hay là oxidative chuyển hóa giới hạn mặc dù cái con đường aerobic á, con đường oxy hóa là con đường đốt chất béo và nó là con đường kiểu như là không giới hạn, nhưng mà cái điểm yếu nó là đây nè. Tuy nhiên aerobic too slow, kích hoạt quá chậm so với cái nhu cầu. So với nhu cầu tức là sao? Giống như mình cần lấy năng lượng tập luyện ngay lúc này, ngay lập tức, mà nó không đáp ứng được. Nó phải dùng hai con đường kia trước, con đường yếm khí trước, rồi nó mới được kích hoạt sau 120 giây. Đó, thì nó đôi khi nó không đáp ứng được với cái nhu cầu mà mình đang cần. Vì vậy nó mới phải sử dụng đến hai con đường kia là đây nè, ATP-CP và con đường lipolysis là con đường yếm khí đây. Tức là mượn nhờ hai con đường kia trước, xong rồi để kích hoạt được con đường thứ ba. Rồi. Vậy nếu mà mình không phải là dân tập marathon đó, thì mình có cần tập con đường thứ ba không? Có ai có nhận định về cái đó không? Thí dụ tôi là dân thể hình, tôi không muốn tập cardio, tại vì tôi đâu có cần chạy kiểu vậy. Hoặc là mình là vận động viên powerlifting, hoặc là mình là vận động viên chạy 100m, mình không cần chạy 5-7 cây chi hết, kiểu vậy. Có ý kiến gì không?
Tại nhiều dễ mất cơ. Giống như mấy cái mấy cái Ironman trail rồi triathlon á. Không, đang nói là có nên tập cardio không? Ví dụ mình là một người thiên về tập sức mạnh thì mình có nên tập cardio hay không? Hoặc là mình chơi một môn thể thao gì đó, mình có nên tập cardio không? Có. Rồi. Chắc tùy chứ không, nếu mình chỉ tập power thì chắc không cần lắm nữa. Tôi nghĩ vậy. Ok. Rồi. Mình sẽ đi đến nói về cái đó tiếp ha. Bởi vì cái câu trả lời là nên tập. Ví dụ cùng hai người, cùng một người đó mà cái chuyện giữa có và không tập cardio nó khác gì nhau. Cái việc cái người cùng một người đó dư mỡ thì tập. Cái việc tập cardio thật ra không phải tập cardio để đốt mỡ. Tập tạ không cũng có thể đốt mỡ được. Còn cái việc tập cardio để làm cái gì? Để nó tăng cái gọi là capacity á, cái sức chịu đựng của cơ thể. Ví dụ squat đi. Bữa nay squat cái capacity là cái gì? Cái capacity, để viết cái chữ ra để mấy bạn dễ hình dung. Capacity ha. Cái này. Cái này. Capacity này có nghĩa là hình dung nha, là bữa hôm nay ví dụ mình squat 50 kg, xong mình phải ra mình nghỉ 5 phút thì nhịp tim mình mới quay về bình thường. Thì khi mình ra mình thở hồng hộc 50 kg, xong ra ngồi 5 phút bắt đầu nó mới giảm về trạng thái baseline bình thường đó. Rồi sau một tháng cũng mức 50 kg đó, mình tập xong mình ra mình chỉ tốn khoảng 3 phút thì nó đã trở về bình thường, hoặc 2 phút. Thì cái đó là cái gì? Mình đã tăng cái capacity này lên nè. Mình tăng cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể lên. Thì cái việc mà mình tập cardio á, nó mặc dù mình tập sức mạnh, chuyên vào sức mạnh, nhưng nếu mình có tập cardio kết hợp thì nó sẽ tăng cái capacity này lên. Nó tăng cách cái điều hòa bên trong cơ thể mình, tăng nhịp tim, tăng cái sức chịu đựng của tim mạch này kia nọ lên thêm. Thì giữa một người kiểu cùng hạng cân này kia với nhau, nếu có một người tập cardio thêm thì họ sẽ cái sức bền họ nhiều hơn, hoặc là cái khả năng phục hồi của họ cao hơn so với chỉ một người chỉ tập thuần về sức mạnh không. Đó là lý do mình cần tập thêm cái cardio. Ok, còn nói về mạnh yếu thì cái đó tùy mỗi người nữa. Ai cảm thấy mình cần, mình muốn tối ưu hóa thì mình tập, còn không thì thôi, cái gì đó tùy theo thời gian này kia nữa, mà với lại sở thích nữa. Có nhiều người thì lại không thích chạy, không thích đạp xe thì có thể tập một cái gì đó, có thể cầm cục tạ cũng tập cardio, cầm cục tạ đó bicep cơ 100 cái cũng là cardio vậy, kiểu vậy. Hoặc là đứng đó squat 50 cái cũng là cardio vậy đó. Rồi, và ở đây trong cái kiểu cái chuyển hóa trong quá trình mà tập luyện ngắt quãng. À, theo các bạn, cái mà đá banh hoặc là chơi bóng chuyền các môn chẳng hạn thì nó sẽ dùng năng lượng từ con đường nào? Ví dụ đá banh 90 phút thì nó sẽ chạy hệ năng lượng nào? Cái người đá banh, có ai đá banh không? Hai và ba. Rồi, chuyên là 2 và 3. Theo Dũng thì sao? Con đường nào? Chuyên là 2. Rồi. Ok. Rồi. Con, ví dụ đối với những người đá banh thì các bạn có thể thấy là trong xuống 90 phút đó họ không có chạy liên tục. Và có lúc họ chạy, có lúc họ đi, có lúc họ đá, có lúc họ bộc phát, họ trượt, họ này kia nọ. Thì cái đó thật ra là chạy cả ba con đường, nhưng mà con đường nào là chính? Con đường đó là con đường số 1, số 2. Con đường số 1, số 2 sẽ là con đường chính. Đây, ở đây nó có nói đây, trong những cái hoạt động tập luyện ngắt quãng intermittent exercise nè,
tức là ngắt quãng, tức là sao, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhanh lúc chậm đó. Hoặc là những cái môn thể thao đồng đội nè, team sport, team sport, bóng đá banh, bóng rổ, bóng chuyền đó, hoặc là các kiểu hình tập luyện giống như vậy, thì nó sẽ hầu như tăng cái intent, giống như sẽ tập trung vào cái intent cao, tức là độ khó cao, giống như là bộc phát, chạy thiệt nhanh để đá chạy banh đó, rồi cạnh tranh với nhau này kia nọ. Thì những cái lúc mà họ chậm lại để làm cái gì, những lúc chậm lại để họ dùng cái con đường thứ ba duy trì một chút, trong lúc đó thì con đường số 1, số 2 họ phục hồi lại để chuẩn bị cho cái việc tiếp theo, cái việc bộc phát tiếp theo của họ. Đây, đối với những cái môn mà during intermittent thì hầu hết năng lượng đến từ con đường anaerobic ha, là con đường 1 và con đường 2 anaerobic. Những môn thể thao là hầu hết đến từ con đường này. Rồi, cái quá trình mà trong quá trình đó họ cường độ chậm lại để làm gì nữa, để họ giải phóng cái axit lactic đó, để cho giảm cái sự mệt mỏi đi nè. Mệt mỏi là mệt mỏi cơ đó. Rồi để duy trì tăng lại cái sự bộc phát họ tốt hơn, rồi tăng lại cái sự tiêu thụ oxy để phát lực tốt hơn cho cái lần tiếp theo đó. Thì sau mỗi một chu kỳ như vậy trong thì nó dao động khoảng 90 giây đó. 90 giây là cho con đường số 1, số 2 đó, để nó phục hồi lại hai con đường đó, rồi tiếp tục họ sẽ chạy cường độ cao, họ tiếp tục đá banh, họ đập bóng hay là cái gì đó. Đó là những cái môn mà thì cái đó cũng giống như kiểu HIIT đó, tập High Intensity Interval Training đó. Thì nó cũng là đang chạy con đường 1, 2 chứ nó không có chạy con đường số 3. Rồi Tabata cũng vậy, Tabata cũng chạy con đường 1, 2 chứ không chạy con đường thứ 3. Nhưng tại sao người ta nói nó dùng để đốt mỡ này kia nọ tốt? Thì nhớ lại cái bản EPOC này, nói tốt tại vì nó là tập cường độ cao, được chưa? Tại vì nó là tập cường độ cao, heavy exercise nè, nên HIIT và Tabata này kia nọ, mặc dù có thể có kết hợp tạ hoặc không tạ, nhưng mà họ đẩy cường độ lên khó thì khó, xong rồi giảm xuống, rồi lên khó thì khó, rồi xuống, thì để nó trở thành cái dạng tập luyện cường độ cao này, và nó sử dụng con đường 1-2 để nó đốt năng lượng. Hiểu vấn đề không? Nên HIIT và Tabata không phải là cardio. Cardio là một cái chung, gọi chung hết. Nhưng mà mình đang hiểu HIIT và Tabata kiểu cardio, tức là tập với kiểu đẩy nhịp tim lên, xong rồi kiểu như sức bền chẳng hạn vậy. Nhưng nó thật ra là nó đang sử dụng con đường bộc phát nhiều hơn. Nó sử dụng con đường bộc phát 1-2 chứ không phải là con đường số 3. Duyên hiểu này không Duyên? Mấy cái tập lớp của Duyên thấy giống kiểu con đường nào? Đường số 3 nha. Đường số 3 hả? Vậy là cường độ nó bình thường, trung bình, kéo dài hả? Với Duyên nhưng thấy nó là số 3. Với Duyên hơi số 3. Vậy nên, tức là Duyên đang quá mạnh hơn so với cái lớp đó, thì mình phải tự tạo độ khó lên để sử dụng ưu tiên con đường 1-2, để nếu mà mục tiêu đang muốn cho nó người nó lean hơn, cho nó fit hơn, thì mình nên chuyển cái kết tập của mình nặng hơn một chút, cũng là những bài đó nhưng cầm thêm tạ hoặc cường độ cao hơn để đẩy nhịp tim lên, để nó thành cái bài tập nặng đó, để tận dụng con đường 1-2. Hiểu vấn đề không? Nếu mình cứ theo cái nhịp của cái lớp như vậy thì mình sẽ, tại vì cơ thể mình thích nghi, thời gian đầu mình vô nó khó nhưng mà sau đó nó quen rồi, thì ban đầu thì nó vẫn chạy 1-2 nhưng sau thời gian nó quen nó chuyển con đường thành số 3, ưu tiên số 3 hơn, kiểu vậy đó. Rồi, dưới này là cái phần tính toán cái chuyện mà đốt mỡ, mice này Quân hiểu là cái Quân dịch nó ra cái gì, thần thoại gì đó. Chứ mice là thần thoại nhưng mà những cái gọi là mình chưa có khoa học chứng minh á. Những cái được cho là chưa thử. Được cho là những cái mà được coi là đốt mỡ, cái vùng đốt mỡ nè. Thì ở trên này có cái bảng này, thì thể hiện cái gì? Thể hiện cái mức độ khó của bài tập, và cái sự khó đó nó dùng năng lượng đường hay là năng lượng chất béo. Đây, calorie from từ carb hay là calorie from fat nè. Ví dụ cường độ 0.7 là cường độ thấp đi ha, trung bình thấp. Các bạn thấy là hầu như không dùng đường,
0% đường, ở đây là 100% chất béo. Ok. Nên nó sẽ tạo cho người ta một cái người ta cho là tập cardio. Với tập cardio cường độ thấp nè, 0.7 nè. 0.7 tức là khoảng 70% sức chẳng hạn, đó, 70% sức đó thì nó đốt mỡ được 100%. Người ta cho là như vậy. Thì nó có đúng hay không? Đúng là con đường này nó sẽ dùng chất béo nhiều hơn. Và nếu sử dụng 100% sức thì nó mình nhìn này thì nó lại không có dùng chất béo nhiều mà dùng đường nhiều tại vì bộc phát. Thì ở dưới này là cái phần người ta giải thích về cái chuyện đó. Nó giải thích thì nó hơi kiểu tính toán một xíu. Rồi để cố gắng giải thích cho các bạn hiểu khúc này. Hơi số liệu nhiều. Với cái hình minh họa ha, các bạn thể hình dung đây, đây là ví dụ nè. Ví dụ một người đi lên cái máy treadmill đi. Treadmill là cái máy đi bộ để tập với cường độ thấp, trung bình thấp nè, low intensity nè. Các bạn hãy note theo để dễ theo dõi ha, tại có số liệu hơi bị rối á. Rồi, trong vòng 20 phút với cái tốc độ trên cái máy là 3 dặm một giờ. Thì cái kết quả như theo cái bảng ở trên này, cái AQ này là mức 8. Cái mức 8 ha, mức 8 là đâu? Mức 8 là đây. Mức 8 ở đây thì các bạn có thể thấy là carbohydrate đốt thấp hơn chất béo. À thì người ta cố gắng dùng cái con đường này, cường độ đi bộ số 3 số 4 thôi để đốt chất béo nhiều hơn. Hiểu không? Hiểu vấn đề cái người này đang muốn không? Rồi. Thì cái kết quả ở đây có thể là số 8. Và cái 0.8 này thì nó lấy năng lượng từ đâu? 67% năng lượng đến từ chất béo. Đó, 67 ha. Và chỉ có 33 đến từ carbohydrate. Đây, carbohydrate. Đó. Note lại để nhớ nha, để hồi lộn rối tùm lum đó. Rồi thì với cái pace này thì người này tốn khoảng 4.8 calorie cho mỗi phút đi bộ.